Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam lên án của tấn công ngư dân ở Hoàng Sa. Ngày 3 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, Việt Nam phản đối hải cảnh Trung Quốc tấn công làm ngư dân bị thương. Theo đó, ngày 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành vi thô bạo và gây thương tích của hải cảnh Trung Quốc đối với các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi mà cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng được báo tuổi trẻ đăng tải nói rằng lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đã trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam trên tàu cá QNG 95739TS của tỉnh Quảng Ngãi khi con tàu này đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối các hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự, bà Hằng nói thêm. VOA trích dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết ngày 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã mô tả từ góc nhìn của họ rằng các tàu đánh cá Việt Nam đánh bắt trái phép ở vùng biển liên quan của quần đảo Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Bắc Kinh. Do đó, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Và đây là hình người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Hãng tin quốc tế trên dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các hoạt động tại chỗ rất chuyên nghiệp, có chừng mực và không có ghi nhận gì về thương tích. VOA dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu Raymond Powell ở California tại Mỹ. về khẳng định các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ngày càng trở nên bạo lực, các tàu chấp pháp của họ thực tế đã biến thành một lực lượng bán quân sự. Được phép sử dụng mọi phương tiện sẵn có để buộc các nước láng giềng phải phục tùng. Vì sẽ có người thiệt mạng, một trong những cuộc chạm trán như vậy dường như chỉ là vấn đề thời gian, ông Powell dự báo. VOA cũng dẫn nhận định của thạc sĩ, nhà nghiên cứu Hoàng Việt từ Sài Gòn cho rằng, hai tàu hải cảnh của Trung Quốc 101 và 301 đã tấn công vô cớ ngư dân tàu cá của Việt Nam. Đây cho thấy rõ âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Có lẽ lần này Việt Nam lên tiếng khá nhanh so với những lần trước. Điều này cho thấy rằng mặc dù luôn đặt mối quan hệ với Trung Quốc lên hàng đầu, nhưng Việt Nam cũng đặt chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ lên quan trọng hơn, ông Việt nhận xét. Và đây là hình tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công, đã về đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi ngày 30 tháng 9. Việt Nam trích dẫn Việt Nam Net cho biết vụ việc khiến 4 ngư dân ở Quảng Ngãi phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, theo ông Hoàng Việt. Mối quan hệ của Việt Nam với nhiều quốc gia khu vực và phương Tây, trong đó có Mỹ, đang tăng cường thì đây có lẽ là điều mà Trung Quốc đang muốn nhắc nhở Việt Nam, chưa kể là có những cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Trung Quốc và Mỹ cũng khiến Trung Quốc phải dằn mặt trước Việt Nam. VOA cho biết việc tàu cá của ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc tấn công xảy ra chỉ một tuần sau khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại New York. Trong cuộc gặp này, ông Biden tái cam kết với nhà lãnh đạo Việt Nam về chính sách của Washington đối với một đại dương rộng mở, tự do hải hành, tuân thủ luật pháp quốc tế, ngụ ý nói đến tình hình ở Biển Đông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam lên án của tấn công ngư dân ở Hoàng Sa. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những mối nguy hiểm tiềm tàng từ kênh đạo Phù Nam của Campuchia Ngày 2 tháng 10, Báo Tiếng Dân đăng bài bình luận Kênh đạo Phù Nam Techno, Việt Nam tiến thoái lưỡng nan của học giả Trương Nhân Tuấn. Theo tác giả, con kênh Phụ Nam sẽ bắt đầu từ cảng Nam Vang trên sông Cửu Long, đào kéo dài tới Vịnh Thái Lan tại cảng Kép, dài 180 cây số, rộng 100 m và bề sâu trung bình là 5,4 m. Dự án này được Thủ tướng Campuchia Hun Manet bấm nút khởi công ngày 5 tháng 8. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Kinh phí đầu tư dự trù là 1,7 tỷ đô la, vốn đầu tư của Trung Quốc theo mô thức BOT, thời hạn 50 năm. Tác giả đặt vấn đề. Sông Mekong là sông quốc tế, luật quốc tế có các điều khoản hạn chế các việc sử dụng nguồn nước hoặc xây dựng các công trình làm thay đổi lưu lượng nước, thay đổi dòng chảy tự nhiên của con sông mà có thể gây thiệt hại cho các quốc gia hạ nguồn. Tác giả cho biết, Việt Nam đã 4 lần kiến nghị yêu cầu chính phủ Campuchia thông báo các dự kiện liên hệ đến nguồn nước dùng cho con kênh đào này, đúng như quy định của hiệp ước năm 1995 tác giả trích một bài viết trên VOA ngày 29 tháng 4. Theo đó, cựu Thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng việc xây dựng kênh đạo Phụ Nam Techno sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp những phản đối liên tục của chính phủ Việt Nam và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào đang gây tranh cãi này, theo truyền thông Campuchia. Tác giả phân tích dự án kênh đạo Phụ Nam của Campuchia gây lo ngại và có 4 điểm cần bàn. Đầu tiên, theo lời Thủ tướng Hun con kênh này ngoài mục tiêu vận chuyển hàng hóa còn có các kế hoạch phát triển đô thị, quy hoạch đô thị và thị trường bất động sản, đồng thời mở rộng các khu phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trọng thủy sản và chăn nuôi, hỗ trợ phát triển kinh tế thứ tự. Tác giả đặt vấn đề, việc mở rộng các khu phát triển nông nghiệp này có diện tích là bao nhiêu? Phía Campuchia không thông báo cho Việt Nam và cũng không công bố trước dư luận quốc tế. Thứ hai, Thủ tướng Holmanich cho rằng dự án phát triển kênh đào Phù Nam Techno chỉ là vấn đề đối nội và chủ quyền của Campuchia. Trong đó, Campuchia có thể thực hiện bất kỳ dự án phát triển nào trong vương quốc. Và đây là hình Campuchia khởi công dự án kênh đào Phụ Nam vào ngày 5 tháng 8. Tác giả cho rằng, Thủ tướng Hermanis không thể kết luận như vậy vì sông Mekong là sông quốc tế liên quan đến nhiều quốc gia. Mặt khác, chủ đầu tư dự án này là một công ty của Trung Quốc. Campuchia lựa chọn mô hình BOT tức là phía đầu tư thực hiện công trình, sau đó khai thác công trình này trong 50 năm. Điều này đồng nghĩa với việc Campuchia mất chủ quyền trên con kênh này. Vì vậy, vẫn theo tác giả, nếu Việt Nam muốn phản đối dự án này thì phải hành động trước khi con kênh hoàn tất, bởi vì sau khi đã hoàn tất thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với Trung Quốc. Thứ ba, về hệ quả đối với Việt Nam, tác giả chỉ ra viễn cảnh một mặt, đồng bằng sông Cửu Long bị thiên tai hạn hán, nước biển dâng cao hạn mặn sâu trong đất liền do hệ quả trái đất bị hâm nóng. Mặt khác, lưu lượng sông Mekong bị xuống thấp do kênh đào phụ Nam hút nước. Miền Nam Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng vừa khô hạn, vừa nhiễm mặn, vừa thiếu nước ngọt. Thứ tư là sự hiện diện của quân cảng Rim cách đảo Phú Quốc của Việt Nam không xa, cùng với dự án kênh đào Phụ Nam vốn là một bộ phận của sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Mục đích của Trung Quốc không chỉ là hiện diện ở Vịnh Thái Lan mà còn là kiểm soát Vịnh này. Dĩ nhiên, tác giả đánh giá, nếu dự án này hoàn tất, thì không chỉ xã hội Việt Nam đảo lộn do nạn di dân vì đồng bằng sông Cửu Long không thể sinh sống nữa. Nền kinh tế Việt Nam chắc chắn bị khủng hoảng vì vựa lúa, vựa trái cây từ đồng bằng sông Cửu Long đã bị tiêu hủy. Sự hiện diện của Trung Quốc ở Vịnh Thái Lan sẽ khiến an ninh quốc gia của Việt Nam bị đe dọa nặng nề. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những mối nguy hiểm tiềm tàng từ kênh đào Phụ Nam của Campuchia.